Cả nhà nha, hôm nay thì kênh Thái TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái video rất là hữu ích cho cả nhà đây nè. Đó chính là chúng ta đặt hàng mà không đúng trên Shopee, trong khi đó là những cái shop là Shopee họ không cho chúng ta xem hàng ấy, thì chúng ta có được trả hay không thì xin thưa rằng là chúng ta sẽ được trả và chúng ta sẽ được hoàn tiền 100% nếu như mà chúng ta chứng minh được đó chính là hàng không có đúng như là hình nó đăng đấy. Thì tôi đã chứng minh được và tôi đã hoàn tiền thành công, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả cả nhà nha quý vị. Đó thì tất nhiên là chúng ta sẽ trả hàng được nha. Đây là cái minh chứng đây. Ở đây là một cái đơn mà tôi đã đặt lâu rồi. Tôi đã đặt cách đây cũng vài tháng, và cái đơn này tôi rất là hài lòng và tôi đã nhận hàng. Thì hoàn thành cái đơn hàng là nó như thế này. Mình đặt đơn là vào vào lúc 22:34 ngày 4 tháng 11 năm 2020 đúng không? Ủa mà 3 năm trước rồi cả nhà. Rồi sau đó thì bên Shopee họ điều một người của bên giao hàng, đó là hình như là giao hàng tiết kiệm hay gì đó nè, giao hàng tiết kiệm này cả nhà. Đó thì tới cửa hàng của bên cái chỗ mà shop mình đặt á, họ lấy, rồi sau đó là bên shop đã xác nhận thông tin thanh toán, tức là đã xác nhận cái thông tin mà bên shop này là đã xác nhận cái thông tin là họ là sẽ được họ đã có một cái khách hàng đặt hàng á, và xác nhận cái thông tin đơn thanh toán nha cả nhà, tức là cái thông tin của đơn hàng á. Rồi sau đó thì họ giao cho một cái nhà vận chuyển, đó là đơn vị vận chuyển nè, đây giao cho đơn vị vận chuyển. Thì sau cái đơn vị vận chuyển họ gặp, họ tới chỗ mình và họ giao cho mình, thì mình nhận được hàng vào ngày 10 tháng 11 năm 2020. Sau đó thì mình hài lòng và đơn đã hoàn thành. Tới bây giờ mình không có trả lại. Còn cái minh chứng thứ hai nữa, tiếp theo đó chính là cái minh chứng mà mình đã trả hàng. Đây, đây cái đơn này đây, cái micro này mình đặt 2 cái micro nha, nhưng mà lại cuối cùng giao cho mình có một cái thôi, một cái micro thôi, mình không chấp nhận. Đây nè, đó và mình đã hoàn tiền. Đây, cái bước của nó đây, mình đặt hàng 17 tháng 7 năm 2023, đã xác nhận thông tin thanh toán 17 tháng 7 năm 2023, rồi giao cho đơn vị vận chuyển, tức là giao cho bên giao hàng gì đây, cái giao hàng này, giao hàng mình chưa có hợp tác với nhà giao hàng này, không biết đọc sao, Express hay gì á, SPX Express đấy. Thì đơn vị giao hàng này họ đã tới giao cho mình ha, giao cho mình. Sau đó thì mình đã lấy lên luôn, mình không có kiểm tra hàng lúc đó. Rồi sau đó mình lấy lên, mình cắt ra, thì mình coi và thiếu hàng. Sau đó mình điện lại cho anh shipper, thì anh shipper anh nói là dạ anh ơi, tức là anh có quyền trả hàng, và nếu như mà có anh chụp hình, và anh quay phim lại, anh đưa lên cái Shopee á, Shopee chỗ đơn đặt á, là cái minh chứng. Rồi sau đó mình trả hàng thì hàng sẽ giao lại cho shop và hoàn tiền 100% cho anh, và yêu cầu trả hàng đã hoàn tiền được chấp nhận. Đây, đã được chấp nhận nha cả nhà. Đó và bây giờ mình chỉ có việc là đánh giá sao cho họ nữa hay không. Nó rất là tuyệt vời, Shopee cũng rất là tuyệt vời nha, rất là công bằng, không có để cho khán giả mà họ thắc mắc. Đó thì mình cũng đã, khi mà mình nhận hàng, nhớ nha cả nhà, mình dặn nha, khi mà các bạn nhận hàng thì các bạn khui hàng thì các bạn lấy vì điện thoại ra, nhớ là quay thật là kỹ, rồi cái mã đơn này nọ rồi đó là phải đầy đủ, rồi đặt ở shop nào mình phải quay lại hết. Mình quay lại để biết chi không, mình có minh chứng với Shopee, sau này mình mua hàng thì nó sẽ không có đánh dấu mình là những khách hàng bơm nha. Nhưng mà mình có minh chứng là như vậy là được. Có minh chứng sao mà shop mà nó tâm phục khẩu phục á. Có nhiều shop á, thiệt sự á, đặt cái này, đặt 10, ví dụ như đặt 2 cái thì giao có 1 cái, như shop này nè. Đó mà chơi chiêu, tức là không có cho vào một cái hộp mà cho cái micro á, là mình đặt hai cái micro, một cái giá thị trường mình biết cái giá mi này mà, thì mình đặt hai cái thì giá thị trường đúng vậy đó, mà nó giao có một cái là lý do là thường thường cái micro và kèm thêm cái cọng dây đúng không, thì nó sẽ cái này là nhiều shop nó làm kiểu này nha, tức là một cái micro thì nó một cái bộ micro thì nó gồm có một cọng dây và một cái micro thu âm á, thì mình đặt hai cái thì tất nhiên là hai cái micro và hai cái dây rồi đúng không, đó thì phải là hai hộp chứ, nhưng mà nó giao đúng một hộp cả nhà, nó giao nó không có giao đúng hộp mà nó bỏ cái hộp ra luôn, rồi nó cuốn thành một cái bọc gì đó rồi nó giao mình, thì nó vậy là nó tính hai cái đó bậy bạ, nói chung là cái đó là không có đúng. Đặt hai cái mi, nó đã đăng lên hình hai cái mi, đặt hai mi, cái đó là chiêu của những cái shop nha, chiêu của những cái shop mà ấy đó, nó gài mình đó. Thì có những vị khách thì họ cứ tưởng là hàng mà nhận rồi thì không có trả được, thì lợi nhuận nó rất là cao rồi, nó cũng đâu có sợ nữa ha, rồi cứ nhận đại đi rồi thôi, hàng dù gì cũng tới, có mấy trăm ngàn chứ nhiêu, thường thường là mấy triệu thì các bạn cũng bận tâm, có nhiều người ta cũng đại gia, người ta giàu á, người ta cũng không có cần, thôi trả làm gì nữa đó, thì nó ăn được nhiêu đó. Nhưng mà làm ăn mà theo cái kiểu mà cái shop mà làm ăn mà theo cái kiểu mà gài khách như vậy thì cũng không bao giờ bền được đâu. Như mình nè, mình đích thân mình vừa bán loa này nha, mình nói thẳng ra luôn, mình cho xem hàng, mình cho test hàng thoải mái rồi ha, được trả về hay là như thế nào bình thường, và mình sẽ không gài khách như vậy. Mình nói cái gì mình bán cái đó, và mình bảo hành đâu đó đầy đủ nha. Đấy, thì mình cũng lâu lâu mình đặt trên Shopee vài cái, không phải là cái mặt hàng của mình bán á, không phải mặt hàng của mình bán á, thì mình mua ở trên này, mình thấy giá cả hợp lý mình mua. Thì đây là cái đơn hàng mà đã trả về cho mình thành công, và mình đã nhận được tiền là 295.000 nha. Đây, cái hành trình mà mình đặt hàng đây đó, nó dài như thế này đây đó, thì mong quý vị và các bạn xem cái video này và sẽ biết được để cho mình có thể mình trả hàng, và mình sẽ không bị lầm những cái đơn, mình không có nói là cái shop nào hết trơn ở đây nha, cho nên là cả nhà cứ yên tâm bán hàng, mình cũng không có ái đâu, tại mình cũng là shop. Nhưng mà nhớ là buôn bán là thật tình dùm cái, buôn bán mà gian dối thì cũng không có bền đâu. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh ra những cái clip mới bổ ích hơn nha. Ở bên mình bán hàng là bên mình quay video đưa lên kênh YouTube, thấy ok mua thì liên hệ 0939732349 đó thì mua hàng bên mình. Còn quý vị và các bạn nào mà cứ đặt hàng trên Shopee thì trả được tiền lại nha. Đó, mình cứ mách cho tất cả quý vị và các bạn như vậy. Xin cảm ơn quý vị, xin chào.